Hello, chào tất cả anh em ơi. Đây là trở lại kênh của Hằng Hello Vlog. Hôm nay lên chúng tôi đã đi lên đồng hồ anh em đi bắt cá thì kia có được quyết định anh em. Đây là tới rồi đó anh em nghe. Đây nhà anh em mình nè. Chồ có cá đây nè. Chiều lên nè. Trái này là trái trái hồi nãy hồi nước kia trái gì hề. Mình đã biết cây gì nè. Trái này như ăn được. Tôi cũng biết cây gì đó cả nhà ơi. Nhìn trái thấy đẹp quá. Đây, nhà anh tiến đang xây dựng đó cả nhà ơi. Chờ mới sáng sớm mà cả nhà thấy anh em mới sáng sớm này. Anh em thấy mấy cái cảnh nè. Quét không? Nhớ bạn quen ngồi chơi không? Có chân gì nữa? Nhiều cái mỏ á, bây giờ nhậu mà. Quất à? Quất. Ừ, có mập nè mọi người. Mập bông nè, mập nhỏ nè. Ok cả nhà, sau khi một hồi đợi lên anh em tôi cầm cá về đây cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, to lắm nghe. Có gầy nè. Mọi người thấy không? Nó dài tầm cỡ 1 mét đó mọi người. Để đi. Lấy cái giấy bỏ. Để like cho xa, cho anh em cũng xem nha. Đây có trình biển nha. Nè. Có bắn đó mọi người ơi. Để nó chặt bóng nó làm. Chù chạy nó chạy diễn xo. Tới năm ô nó mọi người. Nhà mình có mười tôm không? To máy quá. Đó to lắm rồi này mà. Mọi thấy không? Cái chặt bên chạy cái rồi mua rồi luôn. À, anh này mà bắn để lại cho anh em mình 1 kg là 200.000 đó mọi người. Con này thì tầm 620, nãy anh em lấy 620. Vì để cho anh em làm ẩm thực cho có clip lên cho mọi người xem.
em thấy à. Mua không? Nhìn. Đồ mà anh chơi không có mà bực chót đi mà em đi chạy xe em. Nè chơi nó rủ trong xe này, bận rồi không? Tụi bay nó lố à. Cái thằng mợ mua à? Tụi bay nó lố. Ờ. Trừ là mình làm chế biến đó cả nhà nghe. Trời ơi trời, mẹ con cá chi ghê kìa không biết. Đó là lần đầu tiên mình mới làm, không biết làm thế như thế nào cả nhà ơi. Ở trước bắt thì mình cứ ấy cái đàn nó lên trước ra. Đó, cả nhà ơi. Ok này, sau khi đã bằng cá sam thì bây giờ vô khao ướp gia vị mọi người. Đây ớt nghệ. Bên đây là để làm gia vị để nướng cả nhà nghe. Còn đây là để ông chuối nè. Còn gia vị thì tùy theo của mỗi người thôi. Ăn cay thì cay mà ấy thì ấy. Đặc biệt thì kết trình thì phải cay nhiều vô cả nhà nghe. Đây, nó ướp để ấy này này. Ướp để nướng lên này. Chủ mặn cũng có mất hết cái tiếng hộ này. Này nè. Những cái gì mà cuộc sống hàng ngày đập lại thì mình qua lên cho anh em xem. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh cho mình với lại like cho mình nha. Còn anh em thích làm món gì thì cứ comment bình luận ở dưới thì mình sẽ học hỏi anh em mình làm theo. Đó là clip cho cả nhà tôi. Mặn có sẵn tanh nhá. Đặc biệt là cái bông bám của cá trình thì không nên bỏ rồi cả nhà. Tại vì cơm bám này là ăn chữa được nói chung là đủ thứ bảy hết á. Thấy lớp cá đã cả nhà. Đồ hấp dẫn anh em ơi. Chuẩn bị là lên thân nướng anh em ơi. Đụng gò ăn đẻ ấp trứng hả? Ê. Gò ăn đẻ trứng đó hả? Đồ trứng gò ăn đẻ cả nhà này. Banh nó cho nhỏ nhỏ coi đó. Chù. 2, 4, 6, 7 cái trứng. Mới đẻ, chưa đẻ ta. Đây thì ai ưng ăn chú chát thì ấy, còn mình ưng ăn chú lùng, mua chú lùng. Mình thích ăn chú lùng ăn bùi bùi giống như khoi cả nhà. Còn nhiều người thì có vị chú chát nó sẽ đậm đà hơn. Nhưng mình lại thích chú lùng hơn. Nói chung là như vậy đó. Thôi chứ vô nướng thôi cả nhà ơi. Còn mấy bệnh ra cái ấy nữa chứ. Chú nữa chứ. Ông chuối. Đây, đạo hình tem tôi đây. Tem. 62.
một con à. Ừ. Mấy già có mít. Bò kia bò cái mốt. Bò cái mốt. Đã thì ơi, tí ơi là tí. Cùng mà nãy kêu bán có mập vàng nữa. Thôi, mà còn mang gì hết mà có mập vàng gì nữa. Có mập câu á. Cộng nó cộng hai cái máy. Trời cũng hai cái máy. Cộng hai cái máy cái hai máy nữa. Mập mập bông. Đây cái view ngồi bạn này. View ngồi mát này mà. View này thì rồi rồi đi bãi nhông cũng có quay cho cả nhà xem đó. Quay cả nhà em đó. Đừng hồi nãy đừng có khứa đây, nãy sắc khúc khúc rồi này. Khúc là nước mà đậu chín khúc. Chín chứ. Đang dễ không nào? Khúc 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 dễ ngon. Dạ, yeah, đang dễ. Chà ghi năng tốt này. Chà mà khứa đôi đường cát tới đứt xương. Cái đây là mấy con này, chà cái này. Khứa ra. Biết vào đầu. Đó, nướng riu 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 rồi, lửa đây là nướng đẹp rồi. Anh em thấy bộ lòng cá chưa anh em? Lòng cá như lòng heo anh em nghe. Đây, bộ lòng cá đây. Đây. Anh em thấy bộ lòng cá không? Dễ thế không? Con giáp con mồm mồm á. Con hổ con đang làm cho lát ở dưới trên trên đường Vương vâng. Ồ, mắc lắm anh này mà. Bên kia thì mấy anh đang xây dựng. Khứa. Một món đã xăm rồi anh em ơi. Đây. Nên thấy à, ông có chuối nè anh em. Mọi người thấy đã không mọi người? Nhìn cái lắc cá là thấy hấp dẫn rồi đúng không anh em? Được chưa? Mời anh em dùng với lại nhà mình nha. Lắc cá đã lắm. Ồ, này mà nhìn thấy sướng mắt. Tá gì đâu? Tá à? Phải chưa? Trái một trái. Chưa, nướng mới ngon đó. Chưa, đủ chưa? Nướng mà đòi bỏ thấp luôn nữa, té đuôi á. Trời con bự bên đây nó thơm lừng luôn ơi. Con cảm nó thằng ướp con. Đây. Con cảm thằng ướp con. Giòn đi nhiều quá anh em ơi. Giòn đi nhiều quá ngập anh em ơi. Tự là cái mỏng cá mắt đây cho ủa. Ba nhét cái đùi lót nữa. Âm lô. Ok. Mình sẽ thử trước mời cả nhà món này trước nghe. Mời cả nhà nghe. Milo ăn hổ một chút mời cả nhà nghe. Review cho cả nhà xem. Đây, kèm một miếng chuối nữa cả nhà. Chuối chứ không phải là dúi nghe. Đi hoài không á. Cuộc đời như cuộc sống mọi người ơi.
có cống hiến cho công nghệ là mình cứ cống hiến. Vào nghe hả? Tuấn ơi. Mà cả nhà miếng. Đi ra rồi mua cái gì nữa. Ra quất luôn rồi. Thấy rồi mi. Rồi mi cho nhiều. Của chân trái ghê hả? Béo chi mặn béo luôn á. Gia vị thì hắn cũng hài hòa rồi. Nói chung là vừa ăn đó rồi nhà. Đúng rồi. Một cái to không? Thôi nè. Cái này 3 ký mấy rồi. Mời cả nhà miếng nữa nghe. Để mua nó cũng bán cho. Qua anh review cho anh mọi người đó. Béo lắm rồi nha. Mời mọi người nghe, dùng với lại Milo nghe. Béo mà cũng khó tả từ cái cổ mà chạy xuống anh em. Đã lắm anh em ơi. Mình review cho cả nhà mà cái trong tay mình giỡn, mình không quất lại miếng nữa anh em, em mời anh em nghe. Anh Tuấn ơi. Nói chung cũng ngon kiểu một khó tả lắm. Tại vì cá không phải làm đông lạnh gì hết mà bắn tạ gàng vô đó anh em. Em dùng với mình cho vui nha. Cái này đã lắm anh em ơi. Mời anh em dùng với mình nha. Chính rồi. Cá trình mà quá. Có dùng cái tô cái. Có bán bằng lúc sáng anh em bán viện gọi cho anh em ăn thì lên để lại. Ngon đó anh em ơi. Bạn lấy khúc rồi. Cho bây giờ bà khó. Đó, để cho nhỏ. Mà mình review với lại anh em. Ai review cái này cho cả nhà đi. Ai review ra, tí review ha. Quý review cho cả nhà đi. Cái nướng này. Mỗi người mẫu khẩu vị. Review mẫu món mà. Anh ăn miếng rồi chặt gọt đó. Nó không có tanh nha anh em ơi. Nói chung là không tanh gì hết á. Cá mình làm sạch lấy cỡ gân máu gân đồ ra lẫn cá nó sẽ bớt cái mùi tanh đi và gia vị vô lẫn đã hài hòa rồi. Bạn này nhót lại gì á? Đù, bấm tan cái gì hả? Rồi, em review cho cả nhà xem nữa hả? Dạ. Đây thằng em mình này, sẽ này. Em tay mình sẽ review cho cả nhà cái món cái trình nướng cả nhà em. Và cũng nhận thiệt nghe em nghe. Nói các bạn với mình thiệt mình là tuy em mà thôi, mình nghe Lê Hòa đã phải không? Mới bảo phải không? Mình sẽ review cho các bạn cá trình này như là mình ăn đâu được 2-3 lần rồi đó. Rồi ăn cá trình xong giờ phải ăn cá trình biển này. Mời mọi người nha. Nói chung là mình cái gì mình ăn được á, mình dễ ăn lắm, nhưng mà mình nói chung là cá trình ăn ngon hơn thịt gà anh em. Cảm nhận thiệt đó mọi người. Rất là dai. Tay nghề ướp thì cũng ok đó. Nói chung là chưa thấm quá anh em, nhưng mà ở ngoài ngon, trong rất dài. Cái này thấm xíu nữa ok này. Ngon lắm đó anh em ơi. Không phải là nói xung nói cho thực tế là ngon thật đó anh em. Không ngon. Nhà mình ngon. Cứ thử bữa nào đặt thử cá qua gầy nào đó về tự làm thử đi. Sẽ cảm nhận được như thế nào. Ngon
ngon thiệt anh em. Đúng mà. Ướp nướng để ngon rồi. Vì bữa nay biết là mình đẹp trai ít khi mình nói dối lắm. Rồi, ok. Đưa mời tất cả anh em dùm chung với lại gia đình mình nha. Bỏ ướp xíu nữa chưa thấm mà. Ok. Anh em có xem video của mình thì nhớ like và chia sẻ cho mình và đăng ký kênh cho mình nha cả nhà. Mình sẽ còn nhiều cái video, nhiều cái clip đọc lại cho cả nhà xem. Vô lơ. Cậu lão tiền bối. Chuyển vốn bia tô rồi cả nhà ơi. Đây nè. Này cái này qua, cái này qua đây. Đúng vậy. Ông hồ ông xịt qua đây cho một tí, ngồi một tí qua đây. Lô chào cả nhà nghe. Nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha. Nè. Tới qua đây đi. Thì các bạn. Màu nướng lên nè. Ở đây cái bơ kia sống thành thì nó mới vậy. Ừ. Mới vô lên rồi. Này chà bó luôn anh em nghe, nhiều lắm chứ không phải giỡn luôn anh em. Anh em biết cái chà bá không? Anh em mới vừa mua về làm thử đi. Ngon lắm á, mình nói là ngon thật đó. Ngon quá chứ. Ai cũng đắng một tí. Mua về để mình review cho cả nhà xem, để cho video cũng hay, để làm nhiều cái video đập lại cho cả nhà xem mà. Nhưng mà con nó ngon thật. Không, mình chỉ là mua cái đó chứ mình không cần tiền. Đúng tay. Anh em mua là chính anh em, nhưng mà tiền quan trọng là anh em có yêu mấy